Cho phép anh và hàng sẽ được kính chào quý khán giả hệ thống TNT Radio. Và kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi có một cái chương trình Breaking News và đón chúng tôi liên lạc với một anh chị em để được biết cái buổi phát sóng của chương trình hôm nay là diễn ra như thế nào. Và tôi có liên lạc được với anh Vinh, anh Vinh của TNT Radio của tôi. À, xin mời anh Vinh lên tiếng của quý khán giả. Thưa anh Vinh. Chào anh Hoàng Hà. Tôi Nguyễn Vinh, tường trình từ thành phố Toronto, Canada. Cảm ơn anh Hoàng Hà. Hôm nay chúng ta anh em mình lại có dịp kết nối trong những cái công tác đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên toàn thế giới. Xin kính chào anh Hà. Vâng, kính chào anh Vinh. Và thưa anh có thể cho quý khán giả chúng ta được biết đó là cái mục đích của cái tình ngày hôm nay nó như thế nào, thưa anh Vinh? Như tôi cũng được biết là cái cuộc biểu tình này là do đảng bộ đảng Việt Tân tại thành phố Toronto tổ chức. Thì cũng đứng ra đảng bộ Việt Tân Toronto kêu gọi đồng bào đến biểu tình trước sứ quán của đảng của cộng sản Trung Quốc, của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc, số 240 đường San George, thành phố Toronto. Như anh biết thì hôm nay là thời tiết ở đây rất là đẹp. Hôm nay là không mưa, trời nắng, hơi nóng. Nhưng mà cái nóng này của thành phố Toronto đây là một cái điều kiện tốt, mà bởi vì anh biết xứ Canada là cái xứ lạnh, cho nên là khi mà có những cái dịp nóng như vậy là cái người dân rất là enjoy. Dạ vâng. Có thể cho quý khách của chúng ta được biết mục đích của tình này là cái gì, nhắm vào cái gì, thưa anh? Cái mục đích cái cuộc biểu tình này thì như quý khán thính giả cũng được biết là hiện tại thì nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đang xâm chiếm cái đảo Thị Tứ của Việt Nam. Ok, trong khi đó nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì lại hèn nhát, nó giặt và chỉ giữ một cái sự im lặng. Thì vì lý do đó mà đảng bộ Việt Tân tại thành phố Toronto đứng ra kêu gọi một cuộc biểu tình trước sứ quán của cộng sản Trung Cộng tại thành phố Toronto, nhằm mục đích đánh thức dư luận thế giới để biết rằng để xác định là cái Hoàng Sa Trường Sa là của đất nước Việt Nam, cũng như nói lên cái hành động xâm lược của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam. Dạ vâng, thưa anh có thể cho quý khán giả chúng ta được biết thêm xác của anh như thế nào khi mà tàu ngư chính và tàu thăm nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đến tại bãi tư chính Việt Nam trong suốt thời gian mấy tuần lễ vừa qua, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có tin rằng nó đang đối đầu với tàu hải giám này, tới cái tàu thăm dò này, thì nhận xét của anh thế nào? Thì như quý vị đã biết là cái sự xâm lược của cộng sản Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam mình nó không phải xảy ra ngày hôm nay. Nó đã xảy ra vào những cuối năm của thập niên của thế kỷ 20, nó kéo dài cho tới ngay bây giờ. Và với cái sự hèn nhát của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, okay, họ chỉ im lặng và tuân phục Bắc Kinh. Trong khi đó thì những người dân ở trong nước đứng lên biểu tình thì bị đàn áp và bắt bớ, và điển hình cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn còn gần 100 người xuống đường cho những cái công tác biểu tình ở trong nước để đòi hỏi cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cũng như xác quyết Trường Sa và Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam, thì vẫn còn bị nhà cầm quyền cầm tù. Đó. Thì đó là lý do đó mà tất cả các cái đảng bộ của Việt Tân trải dài trên khắp thế giới thì đều đứng ra tổ chức những cái cuộc biểu tình, cũng như phối hợp với các cộng đồng người Việt tị nạn ở nhiều thành phố trên toàn thế giới làm những công tác như thế này. Thưa anh. Dạ vâng. Vâng, thưa anh, cho đến giờ phút này đó thì cái chương trình của ban tổ chức đã bắt đầu cái cuộc biểu tình. Như anh đang nghe đó, hiện giờ đó là hát quốc ca của Canada. Không biết bên anh có nghe được không? Tôi đứng hơi xa. Chúng tôi vẫn nghe được anh. Dạ. Dạ. Oh.
Anh Hoàng Hà, anh đã mục kích được hết cái buổi khai mạc rồi phải không anh Hoàng Hà? Vâng, tôi đã mục kích được anh, anh có thể cho gần ngay cái microphone đến bằng phần phát biểu của ban tổ chức anh. Dạ, bây giờ tôi sẽ qua. Phản đối hành động xâm lăng, phản đối hành động thăm dò dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam. Và hôm nay, tất cả người Việt Nam phải ô tô đến nơi đây để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp những người Việt Nam yêu nước xuống đường biểu tình, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc làm thôi chọn lọc yêu nước của người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, tất cả mọi người trong chúng ta đã biết, 2.000 năm trước, người phụ nữ Việt Nam mang tên Hai Bà Trưng đã thừa sức đánh đuổi quân Tàu. 2.000 năm trước nó mạnh hơn chúng ta, năm nay nó vẫn mạnh hơn chúng ta. Lúc nào nó cũng mạnh hơn chúng ta, nhưng chủ quyền của quốc gia là cái sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Kính thưa quý vị, cũng thưa các anh Tàu ngồi trong cái lãnh sự quán bên kia, hãy gửi người sang Việt Nam đến Ải Chi Lăng để tìm đầu dẫn thang. Hãy đến Gò Đống Đa tìm xác quân Tàu nằm nơi đó. Vẫn chưa muộn đâu. Trước đây, vô quyền đã từng chấm dứt 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu. Trần Hưng Đạo đã dìm sát quân Tàu xuống sông Bạch Đằng. Ngày hôm nay, nếu các anh vẫn nuôi ý định xâm lăng Việt Nam, mai này Biển Đông của Việt Nam sẽ nghẽn xác quân thù. Yeah. Anh cũng vừa mới nghe được cái tuyên bố của ban đại diện ban tổ chức phải không nào hả? Vâng, chúng ta nghe được anh. Dạ. Tại vì tôi sẽ không được phép đi qua bên đó, cảnh sát nó đuổi. Tại vì ở đây là mình ở dưới lòng đường nha anh ngoài à. Dạ. Bây giờ anh Hoàng Hà nhé, bây giờ vì tôi biết là cái thời lượng của bên đài cũng không có được nhiều, cho nên tôi sẽ cố gắng tranh thủ tôi tìm một người của ban tổ chức để tôi làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, rồi anh cho tôi 30 giây, tôi phải băng qua đường, tôi đi tìm người.
Dạ vâng, quý khách giả là chúng tôi trực tiếp truyền hình Nigeria. Đồng bào tại địa phương ở đây để được hiểu rằng là cái lý do chúng ta, lý do tại sao chúng ta có mặt chính trung tâm của Trung Quốc ngày hôm nay. Mời quý khán giả theo dõi. Sunday, July 28, 2019. Why we're here today? Dear fellow citizens, rồi anh Hòa ơi, bây giờ tôi mới tìm được anh Hưng là người trong ban tổ chức. Bây giờ tôi sẽ dành các phần phỏng vấn này cho anh Hoàng Hà, anh có thể phỏng vấn trực tiếp với anh Hưng nha. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. À. Vâng, xin anh Hưng. Vâng, dạ. Anh là thành phần trong ban tổ chức đúng không ạ? Dạ vâng, kính chào anh Hoàng Hà, kính chào khán giả của quý vị và kính chào khán giả của Đài Trên Trời Mới. À, xin lỗi, đài tiếng nước tôi. Đài tiếng nước tôi, xin lỗi anh. Vâng, cảm ơn anh. Chứ anh cho biết cái mục đích của buổi tình ngày hôm nay mà anh là chủ tịch, thì anh cho biết cái mục đích của đài. À, dạ thưa anh Hoàng Hà, kính thưa quý vị khán thính giả, như là chúng tất mọi người, tất cả mọi người Việt Nam chúng ta đều đã biết, ngày 3 tháng 7, Trung Cộng ngang nhiên đưa tàu thăm dò địa chất vào lãnh hải của Việt Nam, và nghĩa là cho đến tận ngày hôm nay, cái người tất cả người Việt Nam của chúng ta không chấp nhận cái hành động xâm lăng ngang ngược đó, không chấp nhận cái chuyện đi ăn cướp lãnh thổ của một cái quốc gia khác. Đó là lý do mà chúng tôi xuống đường biểu tình trước cửa tòa đại sứ Trung Cộng ngày hôm nay. Vâng, thưa anh có thể cho biết là cái cuộc biểu tình này cũng là dự trù trong bao lâu rồi thưa anh? À, dạ thưa, cái cuộc biểu tình này mới dự trù được độ chừng 5-6 ngày nay. Nói cái sự kiện mà diễn ra trong thời gian qua đó, đó là mà ban tổ chức là quyên mà tham dự cái tình hình này, thì theo nhận xét anh đó, sự đáp ứng của đồng bào chúng ta cũng như đồng bào xung quanh trong cộng đồng đó, họ đáp ứng như thế nào về cái sự mà đang cái nguy cơ đang mất dần đất nước chúng ta và tay của Trung Cộng trên. À, dạ thưa, tinh thần của người Việt Nam ở hiện tại nơi đây rất là cao, mặc dù rằng là chúng ta không có nhiều thì giờ để mà kêu gọi, tuy nhiên người Việt Nam đến đây khá nhiều và rất là nhiều hội đoàn cùng đến đây tham dự cuộc biểu tình với chúng ta. Cảm ơn anh cho biết. Bây giờ thưa anh, là một trong những thành viên tổ chức, thì khi mà anh tôi biết là cái vụ cái này đó là một sự đối đối quân cộng tiếp dùng biển để ra chúng ta phát triển trong thời gian vừa qua đã diễn ra, cho đến giờ phút này nhận xét của anh khi mà nhà cộng sản có đến giờ phút này chỉ lên tiếng trường bậc đây là một cái hoàn rất là bình thường như là bao nhiêu quốc gia khác, mục đích của nhà cộng sản sao có những hành động mới như thế này? Dạ thưa anh Hoàng Hà, kính thưa quý vị, tôi có cảm tưởng như là phía bên Việt Nam lên tiếng còn yếu hết, ớt hơn cả chính phủ Hoa Kỳ. Cái việc làm này là cái việc không thể chấp nhận được. Lý do tại sao chúng ta lại phải lên tiếng một cách rất ư là yếu ớt, và họ làm giống như là cái chuyện nó xảy ra ở bên hàng xóm vậy. Một cái việc làm hết sức là đơn giản mà hợp tình hợp lý, hợp tất cả lòng người là kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế, không mất cái gì cả. Và cũng không phải tại vì kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế mà họ đánh mình bây giờ. Thế nhưng mà những cái điều mà những cái cố gắng tối thiểu để đạt được một cái mục đích tối đa thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng lại không làm. Và họ đã chứng minh được rằng là cái sự nô lệ, cái sự hán hóa ở trong đầu óc của họ nặng nề quá rồi. Vâng, anh có thể cho biết cái cảm tưởng của anh đó khi mà nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đưa một cái trung hàm đến phản đối cái bộ ngoại giao của Trung Cộng tại Việt Nam đó, thì anh có nghĩ rằng cái mục đích mà đưa cái trung hàm này để làm so dịu với người dân Việt Nam đang có là cái nhìn thấy là nội cho các Việt Nam hèn đặt cái là chúng ta thấy à? Dạ thưa, cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân, là cái điều đó là cái điều tất cả mọi người trong chúng ta tôi nghĩ rằng là ai cũng biết. Dạ, họ phản đối rất ư là chừng mực, họ phản đối rất ư là yếu ớt, có thể nói rằng là phản ứng rất ư là tiêu cực. Trong khi đó thì họ cho công đoàn của Việt Nam
đi biểu tình ở trong nhà, rồi ông Nguyễn Phú Trọng đi nói ra với mọi người rằng là đừng để các thế lực thù địch nó lợi dụng cái lòng yêu nước của chúng ta. Thực sự thì tôi không có thấy rằng là ở đây có cái thế lực thù địch nào, mà hình như chính những cái kẻ phát ngôn như vậy họ là thế lực thù địch anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có thể cho biết là tại sao anh trước năm 1914 đó, thì về cái luật của người Việt quốc gia trong nước của tình rất rành rộ, nhưng mà lần này là một cái điều mà rất là rõ ràng là phải là tàu của chúng ta phải bảy mươi chín tình nguyện của Việt Nam. Tại sao người dân Việt Nam cũng đứng như thế này, có im lặng, lý do tại sao anh có thể chịu được không? Dạ thưa, trước cái cuộc biểu tình, cái cuộc biểu tình năm 2014, vào cái chuyện mà khi mà Trung Cộng đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 vào Việt Nam, đúng, người Việt Nam biểu tình xuống đường rất là nhiều. Và năm nay thì như là anh và quý vị khán thính giả cũng đã biết, là để ngăn chặn tất cả cuộc biểu tình, Việt Cộng đã ra sức đàn áp, bắt bớ, khủng bố. Có thể nói rằng là những cái nhân vật mà họ nghĩ rằng là nổi cộm, họ đã kết án họ những cái bản án rất ư là nặng nề. Đó chính là cái lý do chính mà cái cuộc biểu tình hiện thời trong cái vụ bãi tư chính này đã rất ư là yếu ớt tại Việt Nam. Anh nghĩ rằng trong tương lai những cái sự kiện nó diễn ra, cái tình hình của Cộng sản Trung Cộng đó mà lấn nước Việt Nam như thế này đó, thì anh nghĩ rằng trong tương lai những cái cuộc biểu tình sẽ rầm rộ thể hiểu ra hay không? Dạ thưa, cái đó là cái điều mà tôi tin rằng chắc chắn thế nào cũng có. Mặc dù rằng là Việt Cộng đã gia tăng đàn áp, gia tăng khủng bố, Việt Cộng cố gắng dùng mọi cách để mà triệt tiêu cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Thế nhưng Việt Nam sẽ còn rất là nhiều Trần Quốc Toản nữa chứ không phải là không. Và tôi nghĩ rằng là những cái cuộc biểu tình rầm rộ hơn năm 2014 ở cái giàn khoan Hải Dương 981 sẽ nổ ra tương lai gần ở Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng rất là nhiều và thay mặt cho đài tiếng nước tôi TNTV đã là phỏng vấn của anh. À, chúng tôi cũng xin tổ chức cho ban tổ chức cũng như là chúng ta thành công chống cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Hà. Chào quý khán giả.